Danh tính đáng ngạc nhiên của một tập đoàn toàn cầu đến Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả của Great Việt Nam. Apple được biết đến là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng một vị lãnh đạo của công ty này lại tuyên bố tương lai của Apple sẽ phụ thuộc vào người Việt. Các bạn thân mến, nếu nói đến một công ty công nghệ thông tin tốt nhất thế giới thì tôi tin rằng nhiều người sẽ đồng tình với cái tên Apple. Apple là một công ty toàn cầu có ảnh hưởng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ điện thoại thông minh đến chất bán dẫn, máy tính, tai nghe và các ngành công nghiệp phần mềm. Tuy nhiên, có một điều bất ngờ là gần đây, Apple đang gây chú ý khi tuyên bố rằng tương lai của hãng này sẽ phụ thuộc vào người Việt, ám chỉ sinh viên Đại học Việt Nam. Tại sao Apple lại đột ngột đưa ra tuyên bố gây chấn động dư luận như vậy? Và tại sao không chỉ có Apple mà các công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới trong những năm gần đây đều hướng tới Việt Nam? Chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải đáp ngay bây giờ nhé! Những ngày gần đây, một số báo quốc tế thông tin về việc Apple lần đầu tiên sản xuất đồng hồ Apple Watch và máy tính xách tay MacBook tại Việt Nam. Theo Nikkei Asia, các nhà cung cấp của Apple là Luxury Precision Industries và Foxconn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam với mục đích lần đầu sản xuất thiết bị này bên ngoài Trung Quốc. Điều đó đánh dấu thắng lợi mới cho quốc gia Đông Nam Á khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất. Những thông tin này, cùng với thời điểm Foxconn, doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng của Apple, vừa quyết định đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ và thuê hơn 50 hectare đất để xây nhà máy mới tại Bắc Giang. Thực tế, chuỗi cung ứng của Apple đã vào Việt Nam từ cách đây 2 năm nay, nhưng thời gian đầu, các nhà sản xuất, cung ứng mới chỉ sản xuất, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng và mức độ phức tạp chưa cao như tai nghe AirPods. Tuy nhiên, với việc Apple và các nhà cung ứng đang đàm phán để chuyển lắp ráp MacBook và đồng hồ thông minh sang Việt Nam, sẽ có thêm các đơn hàng mà trước đây chúng ta chưa được tham gia sản xuất. Là một công ty toàn cầu có tiếng vang nhất về tên tuổi và cũng luôn dẫn đầu xu hướng công nghệ của thế giới, Apple là một trong những công ty toàn cầu hàng đầu thế giới với doanh số bán hàng khổng lồ trên mỗi sản phẩm mà hãng sản xuất. Bắt đầu với iPhone vào đầu những năm 2010, nó chưa bao giờ rời khỏi vị trí số 1 về thị phần. Từ iPhone, iPad đến MacBook, vô số sản phẩm của Apple đã mang lại sự tiện lợi và niềm vui cho nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, thành tựu đáng kể này không chỉ đạt được thông qua việc bán phần cứng. Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ thông tin, bao gồm phần cứng và phần mềm, cần có nhiều nhà phát triển công nghệ thông tin giỏi ngôn ngữ máy tính. Apple là một trong những công ty tốt nhất thế giới về lĩnh vực này, đang thúc đẩy sự phát triển sản phẩm bằng cách tuyển dụng những tài năng xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Lực lượng lao động được Apple ưu tiên nhất là người Việt Nam. Nguyên nhân là do khả năng tư duy logic và óc sáng tạo của người Việt Nam trong phát triển phần mềm. Cần phải nhấn mạnh rằng, tính logic và sáng tạo là những yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Trên thực tế, các nhà phát triển Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển Siri, một trợ lý trí tuệ nhân tạo cho iPhone và iOS, hệ điều hành dành cho phần cứng của Apple. Apple thậm chí còn giao việc phát triển phần mềm lõi cho người Việt Nam trong quá khứ. iMac đã làm nên Apple như ngày nay, được tải bằng phần mềm do người Việt phát triển. Kevin Lynch, trưởng bộ phận phát triển của Apple cho biết, có lần ông được một phóng viên hỏi tại sao ông chỉ thích các nhà phát triển Việt Nam. Ông ấy đã đáp lại rằng, nếu tôi phải chọn một người thông minh nhất trên thế giới, tôi sẽ không ngần ngại chọn người Việt Nam. Trí tuệ và sự sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam là một điều may mắn cho ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu. Các nhà phát triển phương Tây không bao giờ thông minh như người Việt Nam. Ông ấy đã nói như vậy và ca ngợi tài năng thiên bẩm của người Việt Nam. Trên thực tế, ông ấy nói rằng, còn một lý do nữa khiến ông ấy thích Việt Nam, đó là vì Kevin Lynch ngày xưa là sinh viên tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng. Ông ấy từng nhắc đến kinh nghiệm du học ở Việt Nam những năm 2000 nhiều lần. Hiểu rõ về Việt Nam sau một thời gian dài du học, Kevin Lynch ca ngợi tiềm năng của Việt Nam, nói rằng trong thế kỷ 21, Việt Nam sẽ trở thành nước tiên tiến nhất châu Á. Tôi chưa bao giờ thấy những người thông minh và siêng năng như người Việt Nam. Tôi đã học rất nhiều và nghĩ rằng mình hiểu rõ chuyên ngành của mình hơn bất kỳ ai khác. Nhưng khi đến Việt Nam, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Người dân ở đây rất giỏi trong việc cố gắng và tiếp thu kiến thức mới hơn bất kỳ ai khác. Đất nước có người Việt Nam sinh sống sẽ phát triển nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào.
Trên thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ thuộc top 10. Ngoài ra, IOS, công cụ đo lường sức mạnh khoa học của một quốc gia, đang cho thấy sự phát triển vượt bậc từ vị trí thứ 58 trên thế giới vào năm 2010 lên vị trí thứ 8 trên thế giới vào năm 2020. Sau đó, ông dự đoán tương lai nói rằng, đáng ngạc nhiên hơn nữa là Việt Nam đã bước vào thời kỳ hoàng kim với dân số trẻ đông đảo. Nếu tiềm năng từ nhiều trẻ nhỏ của Việt Nam được hiện thực hóa, Việt Nam sẽ trở thành một trong những cường quốc về công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. Giờ đây, vào năm 2022, Việt Nam đã phát triển thành cường quốc công nghệ thông tin tốt nhất thế giới, như ông ấy đã dự đoán. Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới về xây dựng chương trình. Trên thực tế, nhiều công ty phần mềm đang đầu tư mạnh mẽ vào việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các công ty Việt Nam. Ngoài ra, nhiều người Việt Nam đang hoạt động với tư cách là nhân sự chủ chốt của nhiều công ty như Apple, Google và Microsoft. Bên cạnh đó, các nhà phát triển Việt Nam đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nhiều ứng dụng tiện ích và trí tuệ nhân tạo cấp cao. Đương nhiên, cuộc cạnh tranh tuyển dụng các lập trình viên Việt Nam đang trở nên nóng hơn từng ngày. Họ tập trung vào một cuộc thi lập trình để tìm kiếm tài năng xuất sắc nhất Việt Nam. Nhiều công ty trên khắp thế giới đã chú ý đến cuộc thi Hackathon mới diễn ra tại Quy Nhơn. Quy Nhơn AI Hackathon là cuộc thi quy tụ những lập trình viên tài năng trên khắp Việt Nam. Tại Quy Nhơn AI Hackathon 2022 được tổ chức năm nay, có hơn 200 đội tham gia và quy mô hoành tráng. Do đó, các công ty toàn cầu trên thế giới đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc cạnh tranh này. Apple cũng vậy. Apple đã cử các nhà phát triển chính đến Việt Nam, trong đó có giám đốc phát triển Kevin Lynch để kiểm tra khả năng của người Việt Nam. Kevin Lynch không giấu nổi sự háo hức khi cho biết, "Chúng tôi, Apple, rất quan tâm đến cuộc cạnh tranh này." Tính đến năm 2022, sự phát triển của phần cứng phụ thuộc vào sự phát triển của phần mềm. Vì vậy, năng lực của các nhà phát triển là quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những tài năng tốt nhất tại Việt Nam để duy trì vị trí hàng đầu của ngành trong 30 năm tới. Trên thực tế, chất bán dẫn vốn là cốt lõi của sự phát triển các thiết bị điện tử, hiện đang gặp phải những hạn chế về mặt vật lý và sự phát triển của chúng đang chậm lại. Chính vì vậy mà vai trò của phần mềm đã trở nên rất quan trọng. Vì vậy, như Kevin Lynch đã nói, có các nhà phát triển tài năng là rất quan trọng để kiểm chứng trong tương lai. Cuộc thi lập trình viên Việt Nam thực sự quan trọng, đủ để Apple cử trực tiếp nhân sự chủ chốt sang quan sát. Điều này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng trên toàn thế giới. Những người thuộc cộng đồng lập trình viên nổi tiếng Stack Overflow đã trả lời ca ngợi người Việt Nam rằng, có một thực tế là tất cả những người đương nhiệm đều biết rằng người Việt Nam có kỹ năng xuất sắc. Một dự án mất hơn một tháng đối với một nhà phát triển, trung bình có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy 2 tuần đối với người Việt Nam. Tôi ở Việt Nam khoảng 4 tuần với tư cách là sinh viên trao đổi. Tôi đã nghĩ rằng không có gì để học ở đây, nhưng đó là một sai lầm lớn. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ bằng cách nhìn vào tài năng và khả năng của họ. Không chỉ có tài năng mà họ còn rất thân thiện. Hầu hết những người vui lòng trả lời câu hỏi của nhà phát triển trên Stack Overflow là người Việt Nam. Họ biết đến danh tiếng của người Việt Nam vì họ là những lập trình viên hiện đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Việt Nam đã trở thành cường quốc phần mềm tốt nhất thế giới, từ một nơi được mệnh danh là mảnh đất cằn cỗi trong ngành công nghệ thông tin sau một số cuộc chiến tranh trong quá khứ. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có nhiều người Việt Nam tiếp tục thể hiện tài năng tuyệt vời của mình với thế giới. Còn các bạn nghĩ sao về tuyên bố của Apple? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Grab Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của chúng tôi!